Bạn đang tìm một chiếc xe nam tính thì ngày hôm nay mình Nhật review một chiếc xe hàng xuất sang thị trường Nhật. Chiếc xe này có mã Diamond Mayless. Và bây giờ chúng ta sẽ khám phá về cái dòng xe này nhé. Trước tiên khám phá thì chúng ta sẽ nói luôn về mức giá. Con này thì hiện tại đang có mức giá là 6.500.000 đồng. Với một kiểu dáng thiết kế nam tính và đặc thù thì chúng ta có nhìn nhận rõ về cái phần khung đây. Tất cả các khung gióng ngang, gióng chéo, gióng dọc thì đều làm dạng khung ống thép như này. Với cái dạng form khung này thì cái mẫu xe ngày xưa thì chúng ta có thể bắt gặp. Đấy, mà nó rất là đơn giản và nó tiện lợi. Chiếc xe này thì xuất sang thị trường Nhật thì chất lượng các bạn sẽ là yên tâm rồi. Bởi vì thị trường Nhật họ rất là khó tính về cái chất lượng. Còn cái kiểu dáng form này thì các bạn cũng nhìn thấy ạ, nó rất là đơn giản nhưng mà nó không hề kém cái phần sang trọng đúng không mọi người. Chiếc xe này thì sử dụng với bộ chuyển động là Shimano với tay bấm một đĩa và 7 lít như này. Đó, và cái kết cấu bấm thì rất đơn giản nhé. Đây, bấm này, bấm lên nhả xuống. Phanh thì sử dụng phanh tay phanh nhôm ở đây. Đó, tay phanh nhôm ở đây. Và phanh thì là phanh vành dạng càng cua như này. Tất cả các bạn có thể xem các chi tiết đây là tem xuất sang Nhật đây nhá. Rõ ràng ở đây. Con này thì sử dụng là vành nhôm 700 cao 2 phân. Rất là bóng bẩy và lăn hoa này, lăn hoa tròn. Mayer này. Mayer trông nhìn đúng là giống kiểu xe đạp ngày xưa luôn đấy mọi người nhá. Đấy, Mayer inox này. Và có chốt bảo trục nhanh, chúng ta có thể dễ dàng tháo lắp để vệ sinh xe. Ở đây thì đằng sau chúng ta có một cái xích của Shimano luôn nhá, xích đồng bộ Shimano này. Xích là xích sử dụng KMC, sorry mọi người, líp là líp của Shimano nhá. Và bộ chuyển động gạt líp thì của Shimano TZ800. Đấy, đùi đĩa thì đùi đĩa nhôm ở đây rồi. Con này thì nó rơi tầm khoảng 48 răng. Đó, rất là mượt. Và con này chân trống thì nó cũng cực kỳ là chắc chắn luôn. Đó. Mọi người chơi thể thao hay xe thể thao thường thì cái chân trống hay mấy, nhưng mà đối với con này nó chân trống như này thì siêu chắc luôn. Đấy, chúng ta dựng để rất là thoải mái. Cái yên thì làm rất là mềm nhá, yên dạng da mềm này, chống nước này. Đó, và có những cái điểm hóp vào nó tạo cái điểm nhấn nhá cho cái chiếc xe. Mình review thêm một chút về cái phần dàn đầu đây. Đấy, ghi đông phốt tăng này đều là nhôm nhá mọi người nhá. Rất chắc chắn. Tổng thể con này thì trọng lượng nó rơi tầm khoảng 11 cân thôi. Nó cũng rất là nhẹ. Đây là một cái dòng xe touring thì chúng ta có thể đạp và đi đường phố trải nghiệm những cái cung đường cũng như là cái phong cảnh vào những cái buổi chiều thật là đẹp. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nhá.